Các bạn thấy là mùng 2 tháng 2 các bạn, mực nước là tại khu vực ở xóm đình còn cao như thế này nè. À, sao dọc nước thấy sao? Mát không? Mát không? Trời ơi, giờ các bạn thấy là tháng 2 các bạn, tháng là khô hạn nha. Khô hạn mà nước vậy á, mưa Mà là nó hỏng luôn. ở Trung Lương Mỹ Tho thì nước các bạn thấy quá trời nhiều luôn nè. Bởi đây là những hộ dân sống ven sông Bảo Định nha các bạn. Còn mấy cái bậc thềm nha. Chào các bạn, hiện bây giờ mình đang có mặt tại thành phố Mỹ Tho các bạn, khu vực gần ngã ba Trung Lương, để tiếp tục ghi nhận cho các bạn thấy những hình ảnh của trận triều cường đầu tháng 2. Ở đây xã Đạo Thạnh hả chị? Xã Đạo Thạnh, phường phường 10 của thành phố Mỹ Tho. Đây, các bạn thấy là bây giờ những hộ dân sống ở cạnh sông Bảo Định cứ đến ngày đầu tháng là triều cường dâng lên như thế này. Bây giờ là mới là chiều các bạn, chiều ngày mùng 2 đây, mùng 2 tháng 2. Ủa mấy năm trước có ngập không chị? Nhưng mà em nghe có thông tin là đóng cống để ngăn mặn. Các bạn thấy là bây giờ đi vô mới chiều là vô phải lội vô như thế này. Nghe chị cái chia sẻ còn lớn nữa. Ông thợ đang làm. Vậy là nhà chị bên đó. Vậy là nghe đây mình đường chị ra đây. Cho em qua cái nhà. Đây các bạn thấy là các hộ dân phải xây những bức tường tạm như thế này để tránh nước tràn vào các bạn. Giờ phía xung quanh nhà giờ nước ngập như thế này. Nước tối là vô nhà, hết ngủ luôn. Như nước vậy là đang lên không chị? Giờ vậy nè, nước tối lên nè. Ủa vậy là đêm hôm là nước cao hả chị? Nước cao chị phải ướt lưng để chạy. Như đây rào vậy thì nhà này có hổm vô mà giờ nó tắn hết trơn. Như thế này mới xây lại. Thằng này ém. Rồi đó cái nhà này không phải là cao, thấy nhập quá làm lên. Nó lại nằm dưới. Để em quay khúc ngoài này ha. Đây các bạn, giờ cái đường đi ra là đi rất là khó như thế này. Đây các bạn, giờ chị chủ chỉ phải buôn bán ở bên ngoài. Rồi chị đưa mình vô tới đây để mình ghi hình cho các bạn thấy cận cảnh đường vô nhà của chị như thế này. Ghi hình tới đây thôi các bạn. Chị không có nhà, chị đưa mình tới đây thôi. Mình vô mình cũng ngại quá, với cái đi vô mình cũng sợ nữa, đường lạ không biết có sập té gì ở đây nữa. Thôi giờ đi trở ra nha các bạn. Nước là đang lên, mình nghe là chị đây nói là chia sẻ là nước đang lên chứ
chưa phải là đỉnh triều ngày hôm nay. Giờ mình quay một chỗ một chút để mình chia sẻ cho các bạn, sau đó mình đi sang nơi khác nha các bạn. Ở bên đây mình thấy là có hộ dân các bạn. Thành nhà này một chút là ngập luôn. Anh này là ở gần cầu Nguyễn Quân các bạn. Cầu Nguyễn Quân đây, ngay dốc cầu Nguyễn Quân nè. Ở đây là ngay chân cầu. Và thấy là những hộ dân sống ở ven sông rất là khổ. Mình thấy cũng đang có một công trình làm bờ kè các bạn, hy vọng là sau khi có bờ kè xong thì sẽ khắc phục được triều cường lên mỗi tháng như thế này. Đây, bên đây là sát sông luôn các bạn. Khách hồn. Hiện bây giờ mình thấy có một công trình làm bờ kè, cũng như mình vừa chia sẻ là hy vọng là khi bờ kè xong thì mọi người sẽ bớt khổ hơn. Đây, tại nhà có một hộ dân, đây là mới vừa nước mới bắt đầu ngé ngé lên thôi nè. Giờ là ngập láng luôn. Giờ ngập về bỏ luôn hay sao chị? Dạ. Để chừng nào nước rút tụi mình quét ra. Dạ. Vậy là nước nước mỗi ngày sẽ gặp hai lần, nước chiều và nước tối. Ở đây giờ nền nhà này bắt đầu lé đé các bạn. Dạ. Nước nó lên như tứ xứ luôn à. Đây như mình sống như bốn bề thấy nước không. Đây các cô thấy bắt kê ghế ngồi gì nha các bạn. Nhưng bữa nay là cao điểm chưa hả chị? Dạ. 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 Có thể là ngày mai sẽ cao hơn nữa hả cô? Nhà mình có ngập của mẹ. Con ơi, hồi nào giờ con có lấy cái con đĩa với ông thằng tài lội không? Dạ. Ông lội mất theo ba mẹ kiếm ổng. Nước ngày hôm nay vẫn tiếp tục dâng cao các bạn. Bây giờ các chú ngồi uống trà đàm đạo như thế này đây. Cao còn giữ nữa chứ vậy con đang ướt mà. Rồi. Bạn thấy giờ kê ghế ngồi như thế này đây. Dạ. Ở nhà chị bên này giờ ngập cũng linh láng rồi nè các bạn. Vô lại đây vô. Dạ. Đây giờ cái đường đi vô đó bạn, giờ đi vô là ngập linh láng luôn. Giờ chú phải săn quần đi như thế này nè. Đường này vô được không chú? Rồi chú chó giờ leo trên ghế nằm luôn rồi. Con nghĩ là tháng này là tháng hạn mặn thì rất là khô nắng rất là nhiều nhưng mà nước vẫn cao hả chú? Dạ, con nghe hình như là đợt này ở Tiền Giang mình cũng đóng hết các cống lại để ngăn mặn rồi phải không chú? Đóng hết ba cửa luôn. Vậy là cống Bảo Định đóng hết luôn. Dạ. Hình như là qua Tết có xả được lúc hả chú? Nó cho nước vô. Dạ. Nó đóng nước, nó đóng lại. Dạ. Đóng nước lớn mà nó mở cho vô rồi đóng lại. À, giờ phía trong nhà như nước vô luôn rồi. Vô, còn mới nó dạ, đây mà. Hồi hôm rồi cũng không có tắt nữa, giờ mình vô đã thôi. Dạ. Rồi giờ chuẩn bị vô nữa thôi. Dạ, vì để cho rút luôn. Cái này là nó vô hồi khuya đó. Dạ. Rồi, rút cái tên. Vô lửa đó. Giờ các cô chú là phải dọn đồ lên vậy.
dọn lau rồi. À, chắc để qua đợt này rồi mình lau rửa luôn quá chú, chứ giờ ngày nào nó cũng vô vậy mình sao mà làm xiết. Dạ. Vô hai nước, nước này con nước 4 giờ khuya nữa, làm sao mà tắt nổi. Dạ. Vậy là chắc khuya sẽ ngập một lần nữa. Đó. Chảy vô như mà suối rồi nghe ót ót. Dạ. À, xung quanh đây cũng còn thấp hả chú? Nó không có chỗ nào không ngập hết đó. Dạ. Đây, đây chú giữa nước mưa đây nè. Ờ, cây cối chết hết luôn rồi. Dạ. Đó, chú sụ lên hết luôn rồi đó. Dạ. Cái này, này là các cô chú sống ven sông Bảo Định nha các bạn, này là phía bên ngoài cống. Ờ, cái này ngoài cống. À, bên ngoài thì, nói chung là bị thiệt thòi khá là nhiều các bạn. Ờ, còn cái này là phải bơm đầy hết à, nếu không không là trâu đi hết á. Dạ. Nhưng mà hết nước mưa cũng bơm nước vô hả chú? Ờ, bơm để... vô đầy. Thấy chưa Quân, bởi vậy em bước vô gần đây em mới thấy rõ, chứ đứng ngoài lộ mình không có quay được hết đâu. Sâu lắm à. À. Cái này là chưa nha, chú nói là bây giờ mới lé đé thôi đó. Một chút nữa. Rồi chú sẽ lên nữa. Trước kia là chú kê con chú chó nhà chú lên trước anh nè. Ngoan không? Leo đứng rảnh rồi đó. Giờ chừng nào nước rút mới được xuống. Đó là cái ghế này nó lên còn có. Cái ghế để trong nhà hả chú? Để trong nhà. À, mình với một người bạn đồng nghiệp của mình cũng tại Tiền Giang luôn các bạn. À, ghé thăm nhà chú ở đây. À, con chào cô. Dạ, con ở bên Bến Tre á. Dạ. Bây giờ là phía sau chú có nâng lên rồi đó hả? Ờ, cái này tát. Cái này tát. Dạ. Cái này tát ra mấy cực nè. Đây, nó vô rồi. Thấy bạn thấy nè. Đây, cái giường chú xây thêm mấy cục gạch nữa nè. Cái đó là kê, không có thể xây kê. Nước, nước tết kì rồi, ngập tới đâu chú? Đó, ngập là... Qua cái chỗ này nè. Nó qua khỏi cái này luôn à. Đó, từ đây nè. Dạ đây nè, lên cái đầu gối luôn từ đây nè, gần 5 tấc nha bạn, chứ cỡ 5 tấc à, cái chỉ là cỡ 2 tấc rưỡi, đi lên 2 tấc rưỡi nữa. Đây nè, cái nè. Dạ rồi, giờ ba nước sơn bắt đầu nó bị ẩm mốc rồi bạn, bắt đầu tróc rồi. Cái dấu còn nè, không tát nè, lên tới đây. Dạ. Luôn á. Cái này nước cạn người tát chứ đâu có rút gì được hả chú? Đâu có rút tát. Dạ, sao có 5 tấc rồi. Tại ngoài sao cao, ngoài trước chú xây cái bậc thềm chú chặn lại nữa. Cái này là rồi là lấy thau hốt ra. Thấy chú chuẩn bị cái mò hút nước rồi các bạn. Ông táo phải lên đây rồi. Đây, bây giờ ông địa phải lên cao luôn nè. Giờ chú kê lên rồi nha các bạn. Kê lên. Bởi vậy nói ngập tới bàn thờ khán giả nói sao nó quá. Có thiệt nha các bạn. Ông địa cũng chạy chiều cường nè. Chạy theo chiều cường không thôi là trôi đi. Thôi đã luôn. Còn đồ bằng gỗ chứ đồ bằng cái ép là đã. Dạ, cái này nhờ cây gỗ thiệt hay chú? Gỗ sạch nguyên chi. Rõ đồ chứ bị đổ thao lao. Còn cây ép là đồ. Dạ. Hello, hello. Dạ, thưa con chào cô. Dạ, con chào chú. Cái kẹo là nó nặng nữa, cái kẹo luôn. Nước này chưa, nước khuya kìa. Nước khuya hơn luôn. À, bây giờ mình sẽ đi... 4 giờ khuya, 4 giờ vậy. À, những hộ xung quanh đó nha các bạn. Còn cái này chắc khoảng 6 giờ chiều là đỉnh quá hả chú? Tết mình có đến ngang đây nhưng mà mình không có gặp chú nên là chưa có vô nhà chú. Thì ngày hôm nay các bạn thấy đó, xung quanh nước không. À, phía bên đây là khu mộ ông bà nè các bạn. À, mình không biết ở đây là do đất thấp hay là tại ven sông thì như vậy các bạn, nước ngập quá trời ngập luôn. À. Ngoài sao là tới sông luôn á hả chú? Còn khoảng 50-60 phút. Dạ, có nghĩa là dạ, vậy là chú đây cũng sát sông rồi. Chú đi vô đây nó có mặt nước không chú? Trong đây nè. Có
À, mình chạy vô đó một chút đây ha. À, bây giờ mà các bạn cùng tiếp tục theo chân mình để chúng ta cùng thăm một số hộ gia đình vào chiều ngày hôm nay các bạn. Ở đây hộ của chú ở đây là hôm Tết là ngập rất là sâu các bạn. Giờ chú xây miếng tường đây, mình thấy là chú đang xây miếng tường để chặn lại đây. Đây. Mỗi cửa ngõ là ai cũng có một cái bức tường vậy. Đúng rồi, cái này hình như mấy chú mới làm sao nè, hôm Tết là không có nè. Do cái đầm của nhà chú này. Dạ, hình như nước rút rồi ha anh. Dạ, vậy là hồi tối đêm hôm là nước cao lắm. Rồi đây anh cơi miếng tường lại nè. Dạ. Đây giờ các bạn thấy là mọi người chuẩn bị những cái bức tường giả chiến. Rất là kỳ công các bạn. Này chơi hai lớp luôn nè. Cho hạn chế nước vô thôi các bạn, như nước vô là mấy anh sẽ tát ra. Cho cái nền nó thấp hơn ở ngoài lộ. Thì bây giờ mình đang có mặt tại xóm Đình thành phố Mỹ Tho các bạn, gần khu vực ngã ba Trung Lương đây. Bữa nay là chiều ngày mùng 2 tháng 2 năm Giáp Thìn năm âm lịch nè các bạn. Nước triều cường lại tiếp tục ngập ở khu vực xóm Đình. Ngày hiện bây giờ là trời đang rất là nắng, bạn vô mùa khô, hạn mặn dữ dội. Tuy nhiên thì tại khu vực phía ngoài cống Bảo Định khu vực ngã ba Trung Lương thành phố Mỹ Tho, các bạn thấy là nước vẫn ngập khá là dữ dội. Nhưng mà ngày hôm nay, ồ nước này mặn không anh? Giang mặn nhẹ rồi hả? Có nghĩa là đang có nước mặn đang dâng lên các bạn, nên là hiện bây giờ các cống ở Tiền Giang đóng hết. Ở nhà cô đang ngập luôn hả cô? Ồ rồi nước này được không, tưới cây được không, thấy cô tưới vậy? Dạ nó tự ngập luôn. Vậy là cô tưới xả lại hay gì? Ủa nước là đêm hôm ngập không cô? Ngập nhà không? À, đây các bạn, chiều đây là sân của cô giờ ngập gì nè? Dạ. Vậy là nước khuya ngập nhiều hơn. Ở đây các bạn ơi. Giờ ngập kiểu này mấy cái cây này chắc bị ảnh hưởng quá. Con nghe nước này cũng có mặn rồi nè. Mặn rồi đó. Dạ, nước mặn mấy đống cống này hả cô? Gì cô tính tưới xả nước lại hay gì vậy? Dạ. Đây các bạn, nhà cô đây là cô nói là giấc tối là nước ngập nha các bạn. Dạ, nước khuya. Dạ, dạ chú. Dạ. Dạ, tháng hè này là nước rầm mì nhẹ hơn phải không cô? Có nước này là nước cao hơn ha. Dạ thôi con chào cô nha, cảm ơn cô. Để cô giữ con chó cực quá. Đó, đây là một hộ dân sống ở xóm Đình của thành phố Mỹ Tho các bạn. Rồi, mấy chỗ cây như là bị nông nước hết, mà nước này nước mặn nữa các bạn. Ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Nhưng mà cũng phải chịu thôi, tại vì ở thành phố các bạn không có dời đi lên xuống được. À, chào chú. Ở tháng 2 mà nước ngập dữ vậy hả chú? Dạ con nghe cái này nhà nước sao chứ để về hoài chết hết. Con nghe nói nước mặn rồi đóng cống á hả chú? Ừ, tủ bàn ghế người ta máy giặt tủ lạnh gì tiêu hết trơn. Dạ, nghe chú đâu? Đây nè, hôm bữa mùng 1 Tết đó. Ở đây nhà chú là các bạn thấy là đầu tháng 2 mà mùng 1 thì con nghe nói dữ dội lắm mà con không có biết chỗ này. Mùng 1 Tết là tiêu cái ráo, tủ lạnh máy giặt rồi gì. Đây là tháng 2 tháng nắng nha các bạn. Tháng nắng mà đúng cái này thấy lạ hả chú? Tháng nắng mà nước nhiều như thế này nè. Mùng 1 đến mình tới đây. À, bởi người ta hỏi con ủa này nước gì mà sao đâu quá trời, thấy đâu có mưa đâu. Cái con nói là nước dưới sông lên, nói mùa này mùa khô mà nước đến đâu ra. Đây là nước này cũng mặn rồi hả chú? Nước mặn rồi, các cấm nó đóng nó ráo luôn rồi. Nước dạ, dạ con chào cô. Giờ các bạn, giờ mọi người phải kê đồ lên vậy nè. Nước này ít, nước còn mùng 1 Tết rồi còn lên. Dạ, hồi nãy con ra ngoài kia con nghe các cô chú nói là đêm hôm nước cũng cao lắm không chú? Nước này ít, cần nước đêm là nước 4 năm sáng rồi sao nữa. Đây bạn, giờ đồ đạc giờ phải cơi nới lên hết. Mấy bé nhỏ nó cũng phải đưa lên chổng hết.
Mẹ dẫn mấy chú bên đây nè. Nước sáng ngày còn cao hơn. Dạ. Lúc mà 2 giờ lớn là cỡ 4-5 giờ sáng mới rút là cao hơn nữa. Dạ. Vậy là tối nay theo chú dự đoán là khuya nay nước còn cao không? Cao hơn, còn đại Tiền Giang cũng thông báo rồi, cũng tới mùng 4 Tết rồi mà. Dạ. Con tính tối con qua mà con không sợ qua làm kinh động mấy chú ngủ không được. Mùng 1 Tết lên tới đây nè. Dạ, vậy là lên cái này nếu mà để cái ghế dám ngập cái ghế luôn hả chú? Ngập luôn, cái trong nhà là ngập hết ráo luôn, tới cái ly quăng rồi, cái giường ngủ nổi lên luôn mà. Dạ, ở đây dài dài bên trong đây cũng mấy họ này cũng bị luôn hả chú? Bị hết. Dạ. Đây bạn. Chào chị. Trời ơi, giờ ngập bên đây vậy hả? Đây còn sâu luôn á hả chị? Dạ, chào anh. Dạ. Dạ, em vô em quay cái nha. À, em bữa hôm Tết em có qua mà em đi ngoài lộ không đâu có vô đây đâu. Dạ cô. Đây các bạn. Rồi mấy bé giờ lội nước đây. Đây các bạn thấy là mùng 2 tháng 2 các bạn mực nước là tại khu vực ở xóm đình còn cao như thế này nè. Tại sao dọc nước thấy sao? Mát không? Mát không? Vậy nhà đây cũng mới làm lại hả cô? Dạ. Đây. Dạ. Ở đây có người lớn tuổi nên là mấy anh cũng cố gắng xây cơi cái nhà lên nha các bạn. Còn phía bên này mình thấy là mấy anh bỏ đại luôn nè. Ờ cái này mà Tết chắc ngập tới cửa kiến luôn quá. Dạ hôm Tết con không biết ở trong khu này con không có vô. Trời ơi, giờ các bạn thấy là tháng 2 các bạn, tháng là khô hạn nha. Khô hạn mà nước vậy đó, mà ở Trung Lương Mỹ Tho thì nước các bạn thấy quá trời nhiều luôn nè. Bởi đây là những hộ dân sống ven sông Bảo Định nha các bạn. À, phía bên ngoài cống à, các bạn thấy là rất là khổ. Cứ đến mùa nước, không phải gọi là mùa nước nổi các bạn, mà cứ đầu tháng là bắt đầu nước dâng lên như thế này nè. Giờ đồ đạc nè, để cái ly quăng này bằng cây phải không chị? À, gặp dán ép là chắc tiêu luôn rồi. À, cái tủ bên này bằng dán ép nè, cái kệ này để chị để về không cơ lên chắc hư quá. Dạ, vậy nhờ nó để im á chị, im lại rồi ở đây. Dạ. Thôi đừng có động tới, động nó sập ạ. À. Rồi, thấy đó. À, không phải ai cũng có điều kiện để cơi được nằm nhà lên hết đâu. Ở phía bên đây là mỗi ông bà bên đây. Dạ, ông ba với ông ngoài kia của ông ngoại. Dạ. Ủa này phía sau có cơi lên được không chị? Để luôn vậy đó hả? Rồi, rồi. Dạ anh. Tết bằng tết đây, tết lên như đây, còn cao như đây, tết lên đây nè. Dạ. Tết là ngập bằng theo ống địa luôn. Đây bạn, anh nói là tết là ngập ly quăng nè, bằng thờ ống địa bên đây nè. Ở đây là khu nhà bếp nè bạn ơi. À, mới đầu tính nước ít hay gì, tấn đỡ hay gì hả chị? Đây còn bật nữa, chú em nhào đầu đây rồi. Dạ. Đây các bạn thấy là giờ củ chén nè bạn. Giờ củ chén ngập thế này nè. Trời ơi bé, lội theo chú luôn nha hả? Lội đâu ai? Trời ơi. Thôi chơi chút thôi nha, chơi lâu lạnh á. Đây các bạn thấy là tủ chén rồi bàn ăn thì giờ ngập như thế này các bạn. À, em nghĩ là tháng 2 mà ngập nhiều như thế này. Bởi vậy sao mà làm quá đắng đắng. Anh như khu này em thấy còn quá trời thấp luôn nè. Dạ, thấp lắm. Đi về trên 1 giờ. Dạ. Lại đây. Tại khu vực xóm đình nha các bạn. Ở đây phường mấy hả chị? Phường 10. Đây xóm đình khu phố 2, xóm đình phường 10, thành phố Mỹ Tho các bạn. Đây, cái giá giỏng giờ cuốn giỏng luôn, cái giá nó chìm vậy nè.
À, đây có mấy cái bậc thềm ha. À. Con thấy có công trình là làm bờ kè, con cũng hy vọng là bờ kè sớm làm xong rồi, mà nhưng mà điều con cũng đang lo là không biết có ngăn được nước hết hay không nè. Dạ, con thấy còn cái sông đó cũng như không. Bây giờ không tiền, không bồi thường cho ở đây, mà sớm này người có, người không, mấy chuyện nào mới làm. Dạ. Không hết, nếu mà làm cái bờ kè xong rồi, chỗ này có cái đập thì đóng đập lại ra đây khổ mà. Dạ. Mà bây giờ không có làm, mà biết gì nào rồi. Dạ, vậy là cái này triển khai cũng lâu rồi hả chú? Triển khai là coi như là cái kế hoạch làm là hơn 10 năm rồi đó. Dạ. Hai bên sông Bảo Định nè. Dạ. Bây giờ là mới bển xong rồi, còn bên đây mới làm được nó khúc bình khu phố ba của phường 10. Dạ, vậy là còn nhiều lắm hả chú? Bên đây khu phố 2. Dạ. Khu phố 2 thì cầu Bến Chùa chạy ở phường 10 từ cầu Bến Chùa. Dạ. Xuống tới dưới ngay cầu Đậu Ngạn là phường 5. Dạ. Mà ở đây thì cái kế hoạch là làm giáp ra tới cầu Nguyễn Trãi luôn á. Dạ. Mà bây giờ hiện tại bây giờ chỉ có làm khu phố 2, khu phố 3, khu phố 2 thì bồi thường người ta đập cái sông á, người có người không mà biết chừng nào mới làm thì nói thôi, chừng nào có bờ kè đây ở ngoài cái ngã ba Giàm đây có cái đập đóng đập lại thì sẽ hết ngập, mà biết không làm mà biết chừng nào không có. Dạ. À, các bạn cũng nghe nỗi trăn trở của các cô chú ở sống Hai Giang sông Bảo Định nha các bạn. Nó là mọi người cũng rất là khổ sở khi sống trong cảnh như thế này. À, thôi con chào cô nha, chào chị. Dạ. Dạ. Bây giờ quay cái này có nói lên có mấy ông chính quyền có giúp đỡ giải quyết làm sao cho hết ngập không? Dạ, thì con cũng hy vọng là thông qua video này thì các cấp chính quyền địa phương cùng với các nhà khoa học có thể là sẽ tìm ra được cái giải pháp tối ưu hơn để mình sớm khắc phục được tình trạng nước ngập như thế này. Bây giờ mà nước giờ là đang dưới rút rồi đó. Dạ. À, vừa rồi mình cũng đã chia sẻ với các bạn thấy một số hình ảnh trận triều cường đầu tháng 2 âm lịch các bạn tại khu vực ngã ba Trung Lương, cụ thể là tại khu vực ở phía bên ngoài cống Bảo Định, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.